Xin chào các bạn, chào mừng bạn đến với Cơm Quê TV. Chào các mọi người nhá. Đây, lại một chỗ rất là quen thuộc của anh em Cơm Quê đây các bạn ạ. Hôm nay ngày gọi là ngày nghỉ của mọi người nha, mọi người ở nhà nên là anh em mình lại dẫn nhau ra đây chơi. Tập trung tí các bạn ạ. Nhưng mà vẫn phải có một món đặc biệt để gửi tới mọi người. Với lại tóm lại là anh em mình với lại gia đình bố Phúc thưởng thức trước. Okay. Gửi tới mọi người chắc là phải 2-3 hôm nữa. Rồi, lâu lâu rồi không bắt tí tiết canh. Cái canh lợn dê các thứ thì cũng gần đây ăn hơn rồi. Lâu lắm rồi không được ăn cái tiết canh con kia kìa. Các bạn nhìn này, đấy. Đây là các bạn nhìn này. Đây là em thỏ các bạn nhá. Hôm nay sẽ làm tiết canh thỏ các bạn ạ. Tiết canh thỏ. Vài món về thỏ nữa. Ngon. Đây đang đun nước đây. Nước để làm lông. Chào bạn nhá. Đấy. Em đẹp nhưng mà em cũng ngon. Cái gì ngon để ăn hết các bạn. Vừa đẹp lại vừa ngon các bạn ạ. Chuẩn, nhưng mà đợi sau ít phút nữa anh em mình sẽ chế biến món. Ok. Hình như em đọc báo là ở Australia hay Úc nhỉ, không ăn thịt thỏ ấy mà có cái vấn nạn là thả con thỏ ra xong là nó ăn nhiều quá phá hoại hết các đúng thứ ấy. Chứ buồn cười thật. Nó đào hết cái đào hang. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì nói chung là con gì biết bò biết nhảy là vẫn phải nghĩ đến ẩm thực. Đây là phải nuôi để bán thịt đây các bạn ạ. Để anh em mình sang đến một thời gian là anh em mình sẽ làm những người gọi là người hùng cho thịt hết thỏ cho. Mấy đảo. Chia sẻ cho các nước bạn đến thỏ 7 món, thỏ 10 món của anh em Việt Nam mình. Đơn giản thôi nhưng mà nhưng mà đấy là chắc là ở địa phương hoặc là ở nước bạn thì người ta không ăn với lại theo phong cách riêng của nước ngoài. Còn ở Việt Nam mình thì nói chung là con gì động đậy thành món hết, thành món hết. Trừ những con vào danh sách đỏ, danh sách cấm các bạn. Ok. Con gì bây giờ nuôi được cũng để ăn hết các bạn. Đó, thì hôm nay sẽ làm một hai món gì đấy về con thỏ này các bạn nhá. Các bạn cùng đón xem nhá. Đợi đun nước tí đã. Các bạn thấy anh em video anh em hay cho anh em một like, một chia sẻ đăng ký kênh nhá. Còn anh em muốn mua hàng thì có thể ủng hộ anh em nhá. Lo mà ngày anh em ăn cho hết được các bạn. Măng ớt. Măng ớt. Măng ớt của anh em mình. Đây là măng tre các bạn nhé. Anh em mình lấy măng tre về làm đây. Thái thế cũng điệu nghệ tí. Thôi tí nữa. Khi nào nấu, khi nào ăn thì mình thơm mang ra mình ăn chứ bây giờ ăn trước. Chua, mà... thơm à. Các bạn nhận hàng phát là chỉ việc ăn rồi chén thôi các bạn. Ăn mì, ăn bún phở. Nghe chỉ một size 3,5 lít thôi các bạn nhé. Một size duy nhất mà nhiều nhé các bạn nhé. Nhiều. 1,5 cân. Anh em tính là hơn 1,5 cân măng ở trong này. 1,5 cân mình nguyên măng nhé. Nghĩa là mình đong măng xong mình mới đổ nước. Đúng rồi. Đấy. Chưa mua mà lại còn... cân cả nước mới được 1,5 cân thì không được bao nhiêu cả. Với lại là nhiều mọi nếu mà các bạn mua ở ngoài ấy, thì gần như là người ta cho áng áng không đổ nước vào đâu. Còn đây anh em mình sẽ đong cân đủ. Cân đủ. Và sẽ đầy các bạn nhá. Ok. Hãm tiết canh thỏ như tiết canh vịt các bạn nhá. Tỷ lệ hãm mắm các bạn cứ hãm 1-2 đấy. Hãm bằng mắm à? Này, hãm mắm 1-2, một mắm 2 nước các bạn nhá. Rồi xong là anh em cắt tiết thì nói chung là cảnh cắt tiết thì là không quay được, không quay được, nói chung chính sách YouTube quay là vi phạm. Anh em bây giờ sẽ cắt tiết đi và cắt tiết các bạn nhé. Làm lông thỏ sau khi anh em làm lông xong rồi nhá, để tiết xong rồi bây giờ mà đi thui có tí rơm và kiểu gì cũng sẽ thơm hơn rất là nhiều. Ui mùa hè này thui rơm thì ok đấy. Sẵn rơm nhưng mà thui rơm cũng ok đấy à. Cứ có rơm các bạn cứ mang thui nhá. Mà là dòng trong ơi. Nhìn thấy rơm thì tự dưng nghĩ thêm con meo meo hay con gâu gâu mà đi thui cũng được. Cái này cũng thui luôn rồi. Thui nhà rồi. Đúng hướng gió đúng không? Đúng hướng gió bay vào nhà. Đang hun đấy các bạn ạ. Vàng ngay. Công nhận thui rơm nó vàng thật đấy. Có chất luôn các bạn. Sau khi thui các bạn nhìn này. Nó đẹp hơn. Vàng rắn chắc cơ thể hơn thì mình làm nó dễ hơn. Thịt cũng chắc chắn nữa sẽ thơm hơn. Thỏ này thỏ già các bạn này. Thỏ chắc luôn đấy, thỏ nuôi lâu đấy. Ok, này sẽ có một tiết canh thỏ là ok đấy các bạn ạ. Nhưng mà mình chưa kiểm tra tiết đâu, không nhớ nó hỏng gì. Chưa biết được. Đánh tiết canh thì anh em mình sẽ lấy cái đầu con thỏ các bạn ạ. Đầu với tai các bạn. Đầu với tai băm nhuyễn ra đây. Tiết canh thỏ. Băm này
Tai thì mình thái rồi các bạn. Tai thì mình thái riêng rồi. Cho nó ăn nó giòn như băm quá thì nó cũng từ cái sụn giòn lại chuyển ra là ăn vụn vụn mất. Nó không ngon. Những cái sụn thì mình đâm nó chỉ nhẹ nhàng thôi. Như kiểu bình thường nếu mà mình làm tiết canh mà kiểu có cái sụn lợn ấy. Đấy. Phổi viếc ấy thì mình băm to to ra ăn, nó nhân nó to to thì nó ngon. Còn đây là mình băm xương ấy thì mình phải băm nhỏ các bạn. Xong mình trộn lẫn với cái kia thì nó to to ra thì có cái để nhai các bạn. Phần thịt thì anh Yên đang lọc lên các bạn ơi. Mình lọc để xào xả ớt nha các bạn ấy. Còn xương thì anh em mình hầm với đu đủ. Trên mình gọi là cà lào ấy. Xương nấu đu đủ. Còn thịt xào xả ớt à? Vì thịt con thỏ này cũng khá là dai các bạn, nó già thịt ấy, già thỏ ấy. Thì xào nó sẽ ngon hơn. Xương làm đu đủ thì nó chấm mà. Cầu thủ Văn Hậu các bạn ạ, mới ở tuyển quốc gia với cả câu lạc bộ công an về. Toàn về gọt đu đủ. Về gọt đu đủ để nấu thỏ đây. Văn Hậu này đá thì úi dồi ôi, chiều vậy thôi chứ đá một chơi một vực với cả Văn Hậu kia. Văn Hậu ở làng mình vẫn giỏi hơn các bạn. Giỏi ấy hơn nhỉ, giỏi gọt cà lào hơn. Được. Hôm nào các bạn muốn anh em mình sẽ làm một trận giao hữu giữa anh em bóng đá giữa anh em trong làng mình. Chia đội ra các bạn để cho các bạn xem trình độ. Mai cho các bạn xem luôn đi chứ. Đúng rồi, những pha xử lý bóng ngầu lòi của em Văn Hậu của chúng ta. Sút không sút cần trúng bóng. Các bạn nhìn mình đá này, đảo như Giang Lạc. Bảo sao anh lần sau anh tặng em cái áo mà in chữ Hậu phép đằng sau. Bây giờ thì anh em mình sẽ nấu canh trước nhá. Nấu canh thì đun cho nó ngọt nước, nấu trước, xào thì chắc là xào sau thôi. Cho dầu ăn và để phi hành cho thơm các bạn nhá. Ở đây có nhà bác nào còn dùng bếp củi nữa không? Ở nhà mình ấy cũng dùng bếp ga nhưng mà vẫn có bếp củi các bạn ạ. Vì thi thoảng nấu những món ăn như kiểu kho cá hay là hầm xương cho nó nhanh ngon ấy, thì thường mình sẽ sử dụng cái bếp củi ở ngoài bên ngoài nhà mình. Kho cá mà bằng bếp này ngon lắm. Cán cho gà nữa các bạn. Phi hành các bạn nhá. Đấy, phi hành thơm lên. Rồi đến bước tiếp theo. Mắm. Hành đã phi thơm rồi, mình sẽ cho mắm nữa các bạn nhá. Rồi, bắt đầu mình sẽ cho xương vào đảo cùng luôn. Đảo cho ngấm hết vào cái xương này, bắt đầu các bạn mới cho nước nhá. Còn cái đu đủ cà lào thì cho sau. Không là để nó cho cùng nhau nó sẽ nhau mất các bạn. Mình lũ nha, nó sẽ không ngon. Đó, cho nó ngấm đều với gia vị đổ nước bạn nha, xong là bu. Ok rồi thì nước nha các bạn nhá. Nước ơi. Thôi bằng này không? Đủ ăn không? Đun. Đu đủ chắc là cho sau. Đu đủ cho sau bạn nhá. Thì mình sẽ cho gia vị sau. Tiễu binh cho gia vị. Cái canh ra gần được rồi anh em cho xả với cả rau thơm vào đảo tiếp nhá. Còn nước luôn các bạn. Văn Hào. Hậu phép. Nhánh đầu tư. Ờ má mà các bạn. Cứ rang thêm một tí nữa cho nó thơm hẳn rồi. Tí lên ngoài. Tức là cho ra ngoài luôn nhé. Tức là cho ra mấy cái bát ấy. Em xem là cầm được bao nhiêu bát em cho ra để anh tí anh đánh chiếc canh. Thịt sẽ thái để xào đây. Xào xả ớt nhé. Thái mỏng mỏng vừa tầm đi. Xào xả ớt cho nó ngấm bạn. Quăn vào. Con thỏ này nó cũng già các bạn này. Thì cũng dài nhỉ. Nếu mà hôm nay con thỏ này to hơn một tí nữa thì anh em mình làm được thêm vài món. Nhưng mà hôm mình đi lấy thì còn có một con này thôi. Con thỏ này nó 2,5 cân các bạn. Con kia thì nó không được ngon lắm. Kiểu nó non thỏ ấy. Mình không lấy, mình lấy con già thỏ này thôi. Chứ thực ra thì làm được nhiều món lắm các bạn. Thỏ thì rất nhiều món các bạn.
Nhưng mà mùa hè này anh em làm nhiều món thì cảm thấy cũng hơi vất tí. Nhưng mà mình vẫn thích ăn thỏ nướng hơn. Có tí tiết canh này. Nhưng mà hôm nay chủ đạo vẫn anh em mình làm món tiết canh các bạn ơi. Đang đang nhân tiết canh trên nhà rồi. Tào thịt đi anh em ơi. Rồi, dầu nóng rồi bắt đầu cho hành với cho xả với ớt các bạn nhá. Đều lên, thơm lên rồi anh em cho thịt vào để đảo các bạn nhá. Đấy. Đấy, sở trường của mình là cũng phải chi một tí mắm vào đây cho nó thơm này. Đó, chứ phải nhiệt lượng lửa nó phải to như thế này xào đồ nó mới ngon được các bạn ạ. Cái thịt đây. Bơm thịt luôn các bạn nhá. Đấy, các bạn đấy, con thỏ có 2 cân thôi mà được nhiều thịt như này các bạn ạ. 2 cân rưỡi, bảo 2 cân. 2 cân rưỡi nhưng mà bao nhiêu xương. Xong thịt còn thịt canh nữa các bạn này. Chúng được vẫn được 3 món. Thịt canh này, xào này và canh xương. Đã đảo ra nhiều rồi. Được hào anh em nhá. Mì chính cho thật mùi xả mùi ớt nó sọc mùi muốn sọc nên nó thơ luôn các bạn. Trông nó vẻ cay đấy. Hạt tiêu các bạn nhá. Ôi thơm nức mũi luôn. Cái phần pha nước để đánh tiết canh các bạn cho ít mì chính thôi nha. Tiết canh thỏ bây giờ đi đánh đây. Phần nãy mình cũng hớt cái mặt trên nên là cái phần mắm ấy nó sẽ mặn hơn. Mình hớt bên trên thì mình chỉ cần dùng bằng này tiết thoải mái. Chỗ này phần mắm là nhiều đúng không? Chính xác, phần mặn. Anh em cứ đánh một một cho tớ. Một nước một tiết. Tiết này đẹp nhờ. Đấy, nếu mà thấy đặc quá có thể cho thêm ít thấp. Anh nghĩ đánh đặc đặc mới ngon chứ. Tiết nhìn rất là tươi nhá. Màu rất tươi. Đấy, cứ đánh thằng này trước, tí nữa đông rồi anh em mình láng mặt tiếp các bạn nhé. Thì còn tiết nữa thì tráng thêm tí mặt cũng được. Này, dưới này cũng xào xong rồi đây. Hai đĩa đầy. Cho vậy thì mình xào nhanh thôi các bạn. Được hai đĩa đầy. Hai đĩa đầy, ngọt thôi. Này nghĩa phải độ thêm rau tí nữa. Thôi mình ăn mà mình có bán đâu mà. Này độ thêm rau là được 4 đĩa các bạn nhá. Ok. Ok. Bây giờ đợi canh được là anh em lên mâm đấy, tiết canh nữa. Tiết đã được rồi các bạn nhá. Đông rồi. 3 bát. Đây, xào xong rồi. Đây hôm nay có cả nộm đu à nhầm, nộm bí chuối. À, lấy măng ớt ra chiển chứ nhỉ? Có chứ. Đấy, cho thêm tí măng ớt ra nữa, lấy canh nữa. Thu chẩm chéo à? Chẩm chéo á? Đấy, cứ thế này là đã đông rồi các bạn nhá. Đấy, nhưng mà đừng có úp nha, nó không như tiết canh lợn đâu các bạn nhá. Lấy măng ra để ăn đây. Úi. Này thái kiểu này thì siêu giòn luôn. Anh em mình thái kiểu nó dài, nó dày dày. Rồi xin mời các bạn vào mâm với anh em cơm quê nhá. Cơm quê nhá. Mời bạn nhá. Các bạn nhá. Đây dùng đi. Rót đi em. Mới tuyển được hai em rót bia rồi các bạn. Em nào trắng em nào đỏ. Mời các bạn nhá. Cắt cơn luôn. Nhưng mà em áo đen nữa. Cái này á, cái đây thừa một đưa sơn. Thôi để cháu uống hai bát được. Sơn làm gì có ở bát món này, chưa? Món này được gọi là ông tổ của gà ấy, đúng không? Thế ạ? Ông tổ gà. Thịt trắng rất là trắng như thịt gà luôn. Thử thử thịt thỏ anh em nhá. Thỏ sao?
này. Xào xả ớt này ăn hay ấy. Thỏ lắm anh em ạ. Món nộm bát bì nữa. Này. Ăn nó thịt thỏ kém luôn. Đó. Con thỏ này khả năng là con thỏ rừng không phải là thỏ ngoài đâu. Dai phải không? Ăn da bùn. Ăn cái da nó dày này. Nói chung là có tuổi rồi. Thì mời bạn nhá. Có tiết canh đấy, chú thọ sẽ nhận tiết canh này. Ở đây. Rất là giòn. Để đấy xem bên này. Đây đây, mời ra không? Là lạc. Lạc vào. Tiêu. Lạc tiêu. À, các bạn nên nhớ là riêng thịt thỏ thì không thể quên bỏ qua được cái món tiết canh thỏ nhá. Đấy, tiết canh thỏ này cho, ăn nó rất là mát. Cho cái hạt tiêu này cho nó thơm. Đấy. À, hôm nay thì hơi thiếu một ít cái môi. Không thì cái rau ngổ. Rau ngổ. Kia kìa. Tài lấy cho đây ông có làm tí không? Có tí mùi rau mùi tàu à? Rồi mùi tàu cũng được. Nhưng mà đúng ra cái canh thỏ này có ít rau ngổ ăn rất là thơm luôn. Thơm và mát. Không sao, hôm nay là ở chợ nó cũng đang hết rau ngổ mùa nắng này nữa. Thôi để ông ăn trước đi. Chiều mua rau ngổ ăn xong. Đằng nào cũng ở trong bụng mà. Nói như rau ngủ đang ở ngoài chợ thì cứ ăn trước thì em ở mai. Thân với mọi người, anh chị với tất cả các cháu. Hôm nay đúng là ngày sinh nhật của mình. Lại được các cháu làm video thịt thỏ. Canh thỏ này. Thì sáng nghe thấy thông báo nên phải gọi ông đây ngay. Tuyệt vời. Làm miếng to vào không? Nhưng ngày sinh nhật của mình, mình xin phép được thưởng thức cái miếng cái canh thỏ trước. Đánh nó phải thế chứ nhỉ? Thế nào không? Có thử đấy. Hát chứ mà sinh nhật. Mát. Từ bé giờ bố Phúc này mới được ăn bữa tiết canh thỏ này anh em nhá. Làm miếng to to vào không? Thưởng thức xem như thế nào nhá. Mời anh em nhá. Ăn để mát lại. Vâng. Ngon. Được không? Được. Quá chật. Tuyệt vời anh em ạ. Mình cũng không thể bỏ qua được cái món này các bạn. Đây các bánh sinh nhật ăn to. Đúng từ bé này mới ăn đấy. Mặt đen luôn. Hấp dẫn. Còn hai ba đây anh Nhiên. Để bên đây. Đây Hậu. Thôi ăn bên này đi. Đây hai anh em bên này. Cái này bên kia. Thơm. Chanh. Đấy. Đấy. Lấy quả thịt con này. Da rồi bì này. Mọi người thấy có con thỏ nào bì mà dày như này không? Hậu ơi. Bì rất là dày. Đấy. Cái xương này nó cũng mềm. Cho cái này vào sau là cho răng cưa vào. Nó giòn. Giòn. Cái xương giòn thế là ăn cái đây nhân đây. Nó ngon. Đấy, cho răng cưa vào nhá. Cắt cơn luôn. Răng cưa vào. Cái bì giòn, đúng như bì dê luôn. Cho nhiều vào ăn luôn hết luôn. Không, cái này không phải hết đâu. Nhạt ăn. Đúng rồi. Đấy. Đấy anh em cắt đi sau là rau cắt như kiểu bánh sinh nhật đấy. Đấy. Mời các bạn nhá. Giòn. Tuyệt vời chưa? Ngon. Hiệp. Đấy. Vút. Bè. ăn rau đúng kiểu bê bê không ăn các bạn. Là lần sau không có ăn được đâu. Mời mọi người nhá. Ăn được cái anh thỏ không? Không ăn người ta làm một tí rau đấy bê hay dề luôn. Còn kia là nó nghiệp có vẻ rất là rụt rè, hơi gọi là hơi đẹp hổ ạ. ngại mà không làm tí tiết canh. Đúng là đầu tiên được ăn cái con thỏ này, bì nó dày này, không hiểu sao con này là chắc phải 4-5 năm nhỉ. Con này có tuổi ấy. Bì dày con này uống bia. Chắc là con này chắc được gần năm thôi. Dày mà nó bì nó giòn đấy. Ăn rất là giòn, giòn như kiểu bì dê. Nhìn cái. Cho hết đi để lâu nó đắng. Nó bắt mới. Tiếp đi em. Ăn xong nhanh hết bây giờ. Đang ngon các bạn, ăn mùi lắm. Ăn đi, ăn tiếp. Nhưng mà thấy tiết canh thỏ mới là tiết canh lợn, tiết canh dê khác nhau không? Khác nhau. Tiết canh thỏ khác hơn. Má hơn này. Mà nó vẫn có đặc trưng riêng của con thỏ là nó phải tiết canh dê cũng đấy. Và tiết canh thỏ nó phải có hơi một tí mùi thỏ. Thì nó mới là tiết canh không thỏ. Nhưng mà cái xương đấy này nó tròn. Xương nó giòn, nó mềm, nó giòn hơn cái tiết canh dê. Ngan kia mình đánh mình đặt kia ra nó vẫn cơ cơ. Cho cái này ăn nó giòn lên. Chú Thọ có muốn sử dụng tí tiết canh hoa của con thỏ này không? Vì tiết canh hoa đấy á? Có vâng. À không, thì chỉ cái đấy mới là đặc chủng đấy. Có mà, cháu đánh một bát tiết canh hoa ở trong kia kìa. Hoa mà. Ngon nhỉ? Ngọt đúng không? Ngọt, thơm giòn. Cho nó giòn.
lúc mình rang vào nữa thì xương nó giòn rụm luôn đấy. Thử luôn cả món xương hầm này. Đúng là xương thỏ này, hầm đu đủ này anh em ạ. Ăn rất là ngọt nha. Vì xương con thỏ rất là bé. Món xương rất là ngọt. Hầm đu đủ thịt. Nghiệp ăn đi Nghiệp. Ô. Ngọt lắm. Nghiệp an toàn gấp đũa ăn các bạn, chết rồi. Mày mấy anh em. Ăn rau ăn đấy là cho nó bớt béo. Hầm nó lửa ngọt. Mọi người xem video, mọi người xem video này. Này. Nhìn thấy Nghiệp hơi ổn ẻn, ý là không phải đâu nhá. Ăn thế thì bạn thấy là vào đúng cái ngày là hơi nữ tính. Hơi điệu tí. Thôi chú đừng chiều cháu thôi, cho nó ngại. À, thế thôi, nhìn thế thôi chắc người khỏe lắm các bạn, làm việc khỏe. Để sức khỏe thì ở đây không ai địch được Đặng Duy Nghiệp. Sau là đến Đặng Văn Hậu. Cầy dùng em bị đuối quá. Chết rồi, kéo co đẩy gậy nó dùng rồi. Không ai uống lại được anh Niên được các bạn. Mọi người chạy hết rồi. Nó thật là vẫn phải dùng tính học thực. Ngọc Thực Đế Bạch Tuyết tầm tiền. Nhưng mà hết bia hết rượu rồi anh em. Bây giờ tràn tín cháo bây giờ phải dùng tính Ngọc Thực để làm mồi đang ngon là phải ăn bát cơm rồi. Mọi người giải tán hết rồi các bạn ạ. Đang có thỏ ngon quá các bạn. Ngon không? Thỏ chú thỏ là cuối ăn cơm nữa. Mày có hôm nay sinh nhật bây giờ ông về ông bắt cái ăn này được ngày sinh nhật ông ấy ăn bát tư canh cái ông chạy mất. Ông về chuẩn bị đồ rồi đây. Chuẩn bị đồ là tối đây đấy. Cả đang làm ngăn quay hay là thịt chó có vẩn được sao? Tối đây làm tiệc to to đấy. Mà nếu mà chú làm sinh nhật là mình góp vào mua bánh natto nhá. Bánh sinh nhật. Bánh natto ở bên châu Âu à? Ok, thì hôm nay có gì nhỉ? Có món tiết canh thỏ này, thỏ xào này. Thì các bạn cứ thử làm món tiết canh nhá. Rất là ngon các bạn ạ. Đánh theo anh em tôi chia sẻ là kiểu gì cũng đông và ăn sẽ rất là ngon và mát nhá. Rất là tuyệt vời anh em. Ăn tỏi ừ. Rất nhiều món kiểu đều hợp các bạn. Mà lần đầu tiên anh em mình cũng làm tiết canh thỏ ấy mọi người. Ăn cũng được mát luôn ạ. Quên rồi. Có Niên không nhỉ? Quên à? Không nhớ rõ lắm nhưng mà hình như là có làm rồi. Làm rồi nhưng mà không biết có anh Niên không. Thì thà là cứ phải xào xả ớt anh em nhé. Rất là tuyệt vời. Ok thì rất là mong các bạn ủng hộ anh em mình bằng cách đăng ký kênh, like, chia sẻ, mua hàng, ủng hộ số điện thoại bên góc màn hình nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Chào các bạn nhé. Chào anh em nhé.